Các bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi dải đất hình chữ S của chúng ta ngày nay được hình thành như thế nào? Bạn có biết quá trình nam tiến của người Việt kéo dài gần 700 năm? Sau khi kết thúc quá trình này, diện tích lãnh thổ từ ban đầu độc lập đến khi hoàn thành đã tăng lên 3 lần. Từ thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 18, lãnh thổ Việt Nam về cơ bản được hình thành và tồn tại như hiện nay. Vậy quá trình này diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng chân dung lịch sử quay ngược thời gian để tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Một, các đặc điểm ảnh hưởng đến quá trình nam tiến. Vào đầu thời kỳ mới giành được độc lập tự chủ sau sự kiện năm 938, Ngô Quyền chiến thắng trên sông Bạch Đằng, thì lãnh thổ Đại Việt bao gồm khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, các đồng bằng nhỏ ven biển Bắc Trung Bộ. Sông Danh bấy giờ chính là cực nam của đất nước. Việc mở rộng lãnh thổ Đại Việt bấy giờ chủ yếu dần từ Bắc vào Nam là do tác động của yếu tố địa lý, đặc điểm dân cư, nhu cầu an ninh, bảo vệ lãnh thổ. Trong đó, đặc điểm địa lý được coi là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất. Do Đại Việt có hướng đông giáp biển, hướng tây thì bị dãy Trường Sơn ngăn cản, phía bắc là lãnh thổ rộng lớn của người Hán, không thể mở rộng lên được, nên hướng Thiên Di mở rộng khả thi nhất là mở rộng xuống phía nam. Đặc điểm dân cư được coi là yếu tố thứ hai. Do vào thời kỳ đầu, người Việt vốn sống chủ yếu ở các đồng bằng, phát triển văn minh dựa trên nông nghiệp lúa nước. Chính vì làm nông nghiệp nên người Việt cần những vùng đất bằng phẳng, dồi dào, nguồn nước để tưới tiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp lúa nước. Với nhu cầu đó mà họ dần men theo các đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. Quá trình này diễn ra với hình thức người dân đi trước, làng nước theo sau. Những người mới di dân đến sẽ sống hòa lẫn dần vào người bản địa, đem theo kỹ thuật canh tác, chế tác công cụ nông nghiệp. Thời trước không có khái niệm dân tộc, chủng tộc. Khi dân số ngày càng phát triển, nhu cầu mở rộng lãnh thổ sẽ dẫn tới các xung đột lớn, các cuộc chiến tranh có quy mô nhằm tranh giành đất đai để sinh sống. Vùng biên là nơi thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột đó. Để bảo vệ lợi ích, đảm bảo phát triển ổn định mà có các cuộc chiến bình định, triệt tiêu bên kia, đi kèm với nó là mở rộng vùng ảnh hưởng, chiếm đóng. 2. Quá trình sát nhập chiêm thành ở thời Lý, Trần, Hồ. Ở thời kỳ này, thường xuyên có các cuộc giao tranh giữa các vương triều của Đại Việt với chiêm thành ở phía Nam. Phần thắng thường thuộc về nước Đại Việt. Vào năm 1044, với lý do người chiêm bỏ cống luôn 16 năm, phá quốc đô Phật Thệ, vua Lý Thái Tông đã đem quân đánh chiêm thành, giết 3 vạn quân chiêm và bắt sống được 5.000 người, bắt được 30 con voi và giết chúa Xạ Đẩu. Đến năm 1069, vua Lý Thánh Tông tiếp tục đích thân mang 10 vạn quân vào đánh Chiêm Thành với lý do nước này bỏ cống. Với việc này, quân Đại Việt đã bắt được vua Chiêm Thành bấy giờ là Chế Củ. Để giải quyết êm xuôi sự việc, Chế Củ đã dâng đất của ba châu là Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh để cầu hòa. Vua Lý Thánh Tông đặt tên cho vùng đất mới này là Trại Tân Bình. Thế là lãnh thổ Đại Việt được mở rộng thêm vùng đất này. Đến năm 1306, đây là giai đoạn Chiêm Thành và Đại Việt có mối giao hảo rất tốt đẹp. Thậm chí hai nước Đại Việt và Chiêm Thành còn cùng liên minh chống lại sự xâm lược của quân Nguyên. Thời kỳ giao hảo này được tiếp tục kéo dài cho đến thời nhà Trần. Nhà Trần đã gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành bấy giờ là Chế Mân Chaja Simhavatman. Sinh lễ của Chế Mân cho nhà vợ là dâng đất cho Đại Việt Châu Ô và Châu Rí. Các vùng đất này được vua Trần Anh Tông đổi tên là Thuận Châu và Hóa Châu. Đến đây, lãnh thổ Đại Việt phía Nam kéo dài tới Hải Vân Quan, chính là đèo Hải Vân ngày nay. 3. Quá trình sáp nhập Chiêm Thành thời nhà Hồ. Vào những năm đầu sau khi nhà Hồ được thành lập, từ năm 1400 đến năm 1403, nhà Hồ đã liên tục cho quân tấn công xuống Chiêm Thành. Năm 1402, Hồ Hán Thương đã mang quân đi đánh Chiêm Thành. Hai bên đã có cuộc giao chiến cam go và đều có thiệt hại lớn. Thế nhưng đến cuối cùng, quân Chiêm Thành vẫn chịu thua. Vua Chiêm bấy giờ là Ba Đích sợ hãi đã đầu hàng và dâng voi trắng, voi đen cho nhà Hồ, khi đó được gọi là Đại Ngu. Đồng thời cũng chủ động xin nộp đất Chiêm Động, Nam Quảng Nam để làm điều kiện cho nhà Hồ lui quân.
Thế nhưng Hồ Quý Ly lại không chấp nhận, bắt phía Chiêm Thành phải làm tờ biểu khác và phải dâng cả đất Cổ Lũy, Bắc Quảng Ngãi. Ba Đích đang trong thế yếu, đành phải chấp nhận yêu sách của nhà Hồ đưa ra và liền chuyển dần về phía Nam để tiến hành nộp đất Chiêm Động và Cổ Lũy. Đến năm 1403, Hồ Hán Thương lại tiếp tục ra lệnh đóng chiến thuyền nhỏ để một lần nữa đánh Chiêm Thành. Nhà Hồ đã mang theo khoảng 20 vạn quân đánh Chiêm Thành. Quân nhà Hồ nhanh chóng tiến đến bao vây kinh thành Trà Bàn. Tướng Phạm Nghiên Khôi tiến hành vây hãm Trà Bàn trong 9 tháng, nhưng mãi không hạ được. Quân Đại Ngu hết lương, đành phải rút về mà không đạt được mục đích. Tuy nhiên, phần lãnh thổ nhà Hồ chiếm được từ Chiêm Thành sau khi nhà Hồ sụp đổ năm 1407 đã bị Chiêm Thành lấy lại. 4. Quá trình sát nhập Chiêm Thành thời Hậu Lê. Thời kỳ đầu thì mối quan hệ giữa nhà Hậu Lê với Chiêm Thành là quan hệ tương đối giao hảo. Nhưng bắt đầu từ năm 1470, quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành trở nên căng thẳng. Khi đó, vua Lê Thánh Tông đã phái danh tướng Đinh Liệt đưa khoảng 20 vạn quân đánh Chiêm Thành vào năm 1471. Quân Đại Việt đã phá tan kinh đô Vichaya thuộc Bình Định ngày nay. Vua Chiêm Thành bấy giờ là Trà Toàn, Paul Cuba bị bắt và chết trên đường về Thăng Long. Lê Thánh Tông đã tiến hành sát nhập miền Bắc Chiêm Thành từ đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông vào Đại Việt. Nhà vua đặt tên vùng đất mới này là Thừa Tuyên, Quảng Nam. Quân đội nhà Lê còn tiến tới phía nam vùng đất Phú Yên ngày nay. Lê Thánh Tông đã cho khắc chữ vào vách đá trên đỉnh núi Thạch Bi, đá bia, ghi công mở đất và phân định ranh giới. Chữ ấy nay vẫn còn, nhưng nét chữ lờ mờ sứt mẻ, không thể trông rõ được. 5. Quá trình sáp nhập Chiêm Thành thời Chúa Nguyễn, Đằng Trong. Thời Trị Nguyễn phân tranh là một trong những thời kỳ khá đặc biệt trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Do áp lực từ các cuộc tấn công của Chúa Trịnh từ phương Bắc và nhu cầu mở rộng đất đai về phương Nam, nên các Chúa Nguyễn đã bắt đầu một công cuộc mở mang bờ cõi nước Việt về phía Nam. Đây được coi là cuộc mở mang bờ cõi chưa từng thấy trong lịch sử. Vào năm 1611, vua Ponit tiến đánh Quảng Nam. Thế vậy, Chúa Nguyễn Hoàng đã phái Văn Phong đem quân vào đánh nước Chiêm Thành. Kết quả là đã lấy được đất và lập ra phủ Phú Yên, rồi chia ra làm hai huyện là Đồng Xuân và Tuy Hòa, nay thuộc Phú Yên. Đến năm 1653, vua nước Chiêm Thành là bà Tấm, Po Rao, với mục đích lấy lại vùng đất Phú Yên bị mất trước đó, đã đưa quân sang đánh chiếm sau thời gian chuẩn bị khá dài. Khi đó, Đằng Trong là Chúa Nguyễn Phúc Tần đã sai quan cai cơ là Hùng Lộc sang đánh. Bà Tấm yếu thế nên buộc phải xin hàng. Chúa Nguyễn để từ sông Phan Lang trở vào cho vua Chiêm, còn từ sông Phan Lang trở ra lấy làm phủ Thái Ninh, sau đổi làm phủ Diên Khánh, nay thuộc Khánh Hòa. Tại đây đặt dinh Thái Khang để Hùng Lộc làm thái thú. Vậy vua không những không lấy lại được đất mà còn mất thêm một vùng đất khác. Đến năm 1693, lấy lý do vua nước Chiêm Thành là bà Tranh, Po Sao đã bỏ không tiến cống, nên Chúa Nguyễn, khi đó là Nguyễn Phúc Chu, đã sai quan tổng binh là Nguyễn Hữu Cảnh đem binh đi đánh bắt được bà Tranh cùng với người thân về Phú Xuân, Huế. Đến đây, Chúa Nguyễn đã tiến hành đổi đất Chiêm Thành làm Thuận Phủ, nay thuộc Bình Thuận. Đất này, Chúa Nguyễn giao cho con cháu của bà Tranh làm đề đốc trấn giữ, bắt đổi y phục như người Việt Nam để phủ dụ dân Chiêm Thành. Tuy nhiên, do vấp phải sự kháng cự của người Champa và cũng cần tập trung cho việc khai phá đất Nam Bộ của Chân Lạp, nên qua năm 1697, Chúa Nguyễn đổi Thuận Phủ ra làm Thuận Thành Trấn, dành cho người Cham cơ chế tự trị nhưng vẫn thuộc sự bảo hộ của Chúa Nguyễn. Đến đời vua Minh Mạng sau này, vào năm 1832, đã xóa bỏ cơ chế tự trị trên và lập thành tỉnh Bình Thuận. 6. Quá trình lấy đất cũ Phù Nam của Chúa Nguyễn. Trong thời kỳ này, do giải đất miền Trung khắc nghiệt nên nhiều dân Việt ở Đằng Trong đã đi và tiến vào khai khẩn đất làm ruộng ở Bà Rịa, Đồng Nai, Sài Gòn, vốn là đất của Chân Lạp, nhưng không gặp phải phản kháng gì đặc biệt. Vào năm 1623, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã nhân có quan hệ hữu hảo với vua Chân Lạp là Chay Cheta II. Bằng mối quan hệ cha vợ, con rể, đã mượn vùng đất Prey Nokor, chính là Sài Gòn ngày nay của Chân Lạp,
để đặt trạm và quan chức thu thuế lưu dân Việt đang sinh sống xung quanh ở Sài Gòn, Đồng Nai và Bà Rịa. Đến năm 1658, vua nước Chân Lạp mất. Nội bộ nước Chân Lạp rơi vào tình trạng lục đục vì tranh giành ngôi báu. Khi đó, chúa Nguyễn Phúc Tần đã giúp một hoàng thân Chân Lạp là Barom Rekche VIII lên ngôi. Để đáp lại sự giúp đỡ này, vị vua mới của Chân Lạp đã ký hiệp ước triều cống chúa Nguyễn hàng năm và cho phép người Việt được làm chủ vùng đất đã khai hoang ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa. Tại khu vực này, lưu dân Việt sinh sống ngày càng đông đúc. Thậm chí, chúa Nguyễn còn phải cử một đội quân mạnh để giữ gìn an ninh, cũng như đặt các quan cai trị và thu thuế. Đến năm 1679, có một số quan nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Phó tướng Hoàng Tiến, tổng binh trấn thủ đất Long Môn, Quảng Tây Trung Quốc. Trần Thượng Xuyên và Phó tướng Trần An Bình là tổng binh Châu Cao, Lôi, Liêm ở Quảng Đông Trung Quốc. Do không chịu làm tôi của nhà Thanh nên đã đem 3.000 người cùng 50 chiếc thuyền sang xin ở và xin trở thành dân của Đại Việt. Chúa Nguyễn Phúc Tần lúc này nhân cơ hội muốn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất Đông Phố, Gia Định. Những người này cùng với những lưu dân người Việt định cư trước đó đã chia nhau ở đất Đồng Nai, Biên Hòa, Mỹ Tho, Tiền Giang, cày ruộng, làm nhà, lập ra phường phố, có người phương Tây, Nhật Bản, Trà Bà đến buôn bán khá đông. Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cử Nguyễn Hữu Cảnh làm kinh lược đất Chân Lạp. Đất Đồng Phố được chia ra làm dinh, làm huyện, lấy Đồng Nai làm huyện Phúc Long và Sài Gòn làm huyện Tân Bình. Đồng thời, chúa Nguyễn cũng đặt trấn biên dinh, Biên Hòa. Đất trấn biên thì lập làm xã Thanh Hà và phiên trấn dinh, Gia Định. Đất phan trấn thì lập làm xã Minh Hương rồi sai quan vào cai trị. Chúa Nguyễn liên tục chiêu mộ thêm những người lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất. Những người Việt và Tàu ở đây thời kỳ này đều thuộc về sổ bộ nước Việt của chúa Nguyễn. Vào năm 1699, vua Nặc Thu của Chân Lạp đã tổ chức một cuộc phản công nhằm giành lại những vùng đất đã mất nhưng bị thất bại. Mạc Cửu, một người gốc Quảng Đông, khi nhà Thanh diệt nhà Minh đã cùng gia quyến bỏ sang Chân Lạp năm 1680 khai khẩn và cai quản 7 xã gồm toàn lưu dân, gọi là Hà Tiên. Mạc Cửu mở rộng đất đai của mình gồm vùng đất Hà Tiên, Rạch Giá, Phú Quốc, khi đó đang thuộc Chân Lạp, nhưng Chân Lạp không kiểm soát được. Năm 1708, để tránh áp lực thường xuyên của Xiêm La sang cướp phá, Mạc Cửu đã dâng đất khai phá cho thuộc chúa Nguyễn Phúc Chú. Chúa Nguyễn đổi tên thành trấn Hà Tiên, phong cho Mạc Cửu làm chức tổng binh, cai quản đất Hà Tiên. Khi Mạc Cửu mất, con là Mạc Thiên Tứ lại được làm chức đô đốc, tiếp tục cai quản Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đắp thành, xây lũy, mở chợ, làm đường và đưa người về dạy nhau học để khai hóa đất Hà Tiên. Vào những năm 1735 đến năm 1739, Mạc Thiên Tứ mở rộng đất đai kiểm soát của mình sang bán đảo Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ. Ông đã đưa thêm các vùng đất mới này vào trấn Hà Tiên thuộc lãnh thổ Đàng Trong. Năm 1732, chúa Nguyễn Phúc Chú đã tiến chiếm được thêm vùng đất ngày nay gọi là Vĩnh Long, Bến Tre, dựng dinh Long Hồ trực thuộc phủ Gia Định. Đến năm 1755, biết vua Chân Lạp là Nặc Nguyên thông sứ với chúa Trịnh ở ngoài đằng ngoài, lập mưu phối hợp cùng đánh chúa Nguyễn. Thế vậy, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã cử Nguyễn Cư Trinh sang đánh Nặc Nguyên vào năm 1756. Sau trận đánh, Nặc Nguyên thua phải bỏ thành Nam Vang, chạy sang Hà Tiên nhờ Mạc Thiên Tứ. Để xin cầu hòa với chúa Nguyễn, Nặc Nguyên phải xin dâng hai phủ Tầm Bôn và Lôi Lạp, nay là Tân An và Gò Công. Sau khi Nặc Nguyên mất năm 1757, chú họ là Nặc Nhuận lại tiếp tục dâng hai phủ Trà Vinh và Ba Thắc, Sóc Trăng cho Nguyễn Phúc Khoát nhằm mục đích xin sắc phong cho làm vua Chân Lạp. Không lâu sau đó, Nặc Nhuận bị người con rể là Nặc Hinh giết và cướp ngôi. Quan tổng suất là Trương Phúc Du đã lấy lý do Nặc Hinh giết cha vợ đã sang đánh thắng Nặc Hinh. Chúa Nguyễn đã cho lập Nặc Tôn, Ao Tây II là con của Nặc Nhuận vốn đang nương nhờ Mạc Thiên Tứ ở Hà Tiên lên làm vua Chân Lạp. Nặc Tôn đã hậu tạ bằng cách dâng đất Tầm Phong Long, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, tương ứng với Châu Đốc và Sa Đéc để tạ ơn chúa Nguyễn.
đất miền Nam của Việt Nam ngày nay trước đó là đất của Chân Lạp. Tuy nhiên trước đó thì Chân Lạp lại là kẻ chiếm đất của Phù Nam, đã từng tồn tại từ khoảng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy tại đồng bằng sông Mekong. Nạc Tôn sau đó lại tiếp tục dâng năm phủ là Hương Úc, Cần Bột, Trực Sâm, Sài Mạt, Linh Quỳnh để tạ ơn riêng với Mạc Thiên Tứ. Mạc Thiên Tứ đem những đất ấy dâng cho chúa Nguyễn. Sau khi Pháp thành lập Liên bang Đông Dương đã cắt trả về cho Cao Miên, ngày nay là hai tỉnh Takeo và Kampot. Vậy là với cuộc khai phá những vùng đất này, cương vực đằng trong đã kéo dài phía Nam từ đèo Cù Mông Bình Định đến tận mũi Cà Mau, đem lại cho chúa Nguyễn một vùng lãnh thổ rộng lớn, đủ sức sánh vai với đảng ngoài của chúa Trịnh. Cả một dải đất rộng lớn từ Quảng Bình cho đến mũi Cà Mau ngày nay đã thống nhất vào lãnh thổ Đại Việt. 7. Quá trình sát nhập Tây Nguyên. Ngay từ thời các chúa Nguyễn ở đằng trong, các bộ lạc ở Tây Nguyên mà mạnh nhất là bộ tộc người Gia Rai với các vị tiểu vương, thủy xá, hỏa xá đã từng thực hiện triều cống chính quyền đằng trong. Trước đây, đây là khu vực thuộc vùng xung đột giữa các nước Chiêm Thành và Chân Lạp. Nó không thực sự thuộc về bên nào, mà lúc thì thuộc Champa, khi thì lại thuộc Chân Lạp. Thậm chí có lúc một phần thuộc về Ai Lao, tùy thuộc vào sức mạnh từng thời kỳ của các nước này. Vào năm 1830, vua Minh Mạng sát nhập vùng đất Tây Nguyên ngày nay và đưa vào bản đồ Đại Nam, mặc dù không hề có người Kinh sinh sống cũng như quan lại cai trị. Tây Nguyên lúc đó được xem là vùng tự trị của Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi quá trình nam tiến của người Việt trong gần 700 năm lịch sử. Đừng quên góp ý với nội dung mà Chân Dung Lịch Sử đã gửi tới các bạn ngày hôm nay nhé! Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.